Thư chúc mừng của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Long An nhân kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925 21 tháng 6 năm 2021. Long An, ngày 18 tháng 6 năm 2021. Kính gửi quý phóng viên, nhà báo, biên tập viên, cán bộ viên chức và người lao động các cơ quan báo chí tỉnh Long An, quý phóng viên nhà báo các cơ quan thông tấn báo chí ngoài tỉnh, tác nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An. Nhân kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2021, tôi thân ái gửi đến tập thể cán bộ, viên chức, phóng viên, nhà báo, biên tập viên và người lao động các cơ quan báo chí tỉnh nhà, phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí ngoài tỉnh tác nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Trong những năm qua, tỉnh Long An đã có những bước phát triển không ngừng tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách của tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Kinh tế xã hội phát triển, quốc phòng an ninh được đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện đó là nhờ có sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân, trong đó có sự đóng góp tích cực của báo chí trong và ngoài tỉnh. Tôi trân trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của cơ quan thông tấn báo chí và những người làm báo trong và ngoài tỉnh đối với sự phát triển của tỉnh nhà. Năm 2021 là năm đầu tiên tỉnh Long An triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng và đại hội lần thứ 11 đảng bộ tỉnh Long An để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 và cả nhiệm kỳ. Tôi rất mong báo chí tiếp tục phát huy truyền thống vai trò của báo chí cách mạng, tiếp tục đồng hành cùng xây dựng tỉnh Long An phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Chúc các đồng chí và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chào thân ái, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc.